kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng vàng bóng đá. kính thưa quý vị, nếu như coi Asian Cup là bước đệm hay là bệ phóng cho các giải đấu nối tiếp nhau trong năm 2024, thì rõ ràng đây là một thử thách cực đại với đội tuyển Việt Nam, trong đó có cá nhân huấn luyện viên Philippe Troussier. Còn nhớ hồi năm 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây tiếng vang cực lớn trên đấu trường châu lục tiến vào tứ kết một cách hiên ngang và có những trận đấu để đời trước đội tuyển Jordan hay là đội tuyển Nhật Bản, bất luận kết quả sau đó có như thế nào. Trở lại sân chơi châu Á sau hơn 4 năm, đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã thay đổi diện mạo gần như là hoàn toàn. Từ một huấn luyện viên mới, triết lý chiến thuật cũng khác hẳn và đặc biệt là những con người tươi mới, trẻ trung được đưa vào đội tuyển và ông Philip Druze sẵn sàng trao cho họ suốt đá chính, gạt các cựu binh sang một bên. Nếu như nhìn vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023 sau một loạt những biến động lực lượng vì chấn thương liên tiếp, thì về lý thuyết sẽ chỉ còn 7 cầu thủ từng có trong đội hình vào tứ kết Asian Cup 2019 lại có cơ hội đến Qatar lần này. Tuy nhiên không phải ai trong số này cũng chắc chân có mặt ở trong đội hình chính thức. Huấn luyện viên Philip Troussier có quan điểm chọn người và cách dùng người riêng và không để mình bị ảnh hưởng bởi những luồng dư luận trái chiều. Xét trên một khía cạnh nào đó, ông đã thành công khi bồi đắp năng lực cho những tài năng trẻ như là Thái Sơn, Minh Trọng hay Đình Bắc. Và hai trận đấu gặp đội tuyển Philippines cùng với Iraq ở tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11 vừa qua chính là minh chứng. Thế nhưng suy cho cùng, đó mới chỉ là những tín hiệu tích cực đầu tiên, bởi lẽ còn cả một chặng đường rất dài chờ đón đội hình mới, trẻ trung của đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Philip Truze ở phía trước. Người hâm mộ Việt Nam luôn đòi hỏi rất cao ở đội tuyển, cả về cách thể hiện lẫn kết quả. Trong khi cách làm mới của huấn luyện viên Philippe Troussier thì cần phải có thời gian nhào nặn cho chín mùi. Khi mà lối chơi của đội tuyển vận hành chưa tốt, cách thể hiện chưa chỉn chu thì thật khó đòi hỏi được kết quả tốt. Mà nếu như ưu tiên kết quả để trở lại với triết lý cũ thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì tuyệt đối ông Philippe Troussier sẽ không làm. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ít nhiều sẽ nhìn vào cột mốc thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019 để mà cùng nhau phân đấu, nhưng cái học và phát huy được nếu như có thể cũng chỉ là yếu tố tinh thần. Còn ở khía cạnh chuyên môn thì huấn luyện viên Philippe Troussier luôn muốn các học trò của mình chơi kiểm soát bóng, áp đặt và chủ động tấn công ngay cả khi đương đầu với những đối thủ mạnh. Nếu như Indonesia thì còn có thể coi là trình độ tương đồng với đội tuyển Việt Nam thì Iraq và nhất là đội tuyển Nhật Bản có trình độ vượt trội, kiểm soát bóng hay kể cả là phòng ngự chủ động đi chăng nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng khó lòng có thể giành được 3 điểm như kỳ vọng của biết bao nhiêu người hâm mộ. Cách mà đội tuyển Nhật Bản đánh bại Thái Lan 5-0 ở trận giao hữu một ngày trước chỉ chứng minh một điều là đội bóng xứ sở mặt trời mọc vẫn mạnh như thường thấy và họ cực kỳ thận trọng, tôn trọng mọi đối thủ ngay cả trong trận đấu giao hữu. Ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản sẽ không hề dễ dàng chút nào cho thầy trò huấn luyện viên Philip Troussier và đội tuyển Việt Nam trong Asian Cup 2023, bước đệm cho cả một hành trình bồi đắp giấc mơ World Cup cho đến gần hơn với thực tế. Chứng kiến trận thua 0-5 của đội tuyển Thái Lan trước Nhật Bản vừa qua, có lẽ nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ cảm thấy nhớ huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong ngày đầu tiên của năm 2024, Thái Lan phải đón nhận thất bại 0-5 trước đội tuyển Nhật Bản dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng Nhật Bản cho thấy được trình độ vượt trội hoàn toàn trước voi chiến. Tân huấn luyện viên Masatara Aishi đã cố gắng xây dựng hàng thủ nhiều tầng cho voi chiến, thế nhưng cũng chỉ có thể trụ vững cho đến phút thứ 50. Sau đó thì Nhật Bản đã khai thông thế bế tắc và họ ghi thêm tới 4 bản nữa. Sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản được phản ánh đầy đủ với nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu huấn luyện viên Moriasu đã triệu tập 20 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, 5 cầu thủ ở trong nước và một cầu thủ thi đấu ở tại Qatar. Bản danh sách chuẩn bị cho Asian Cup 2023 của đội tuyển Nhật Bản có thể nói là tạo ra thách thức cực đại cho các đối thủ ở trong cùng bảng, gồm có Indonesia, Iraq và Việt Nam. Nhật Bản chắc chắn là một bài toán cực khó chờ huấn luyện viên Philip Truze hóa giải vào ngày 14 tháng 1 tới. Trong quá khứ, U23 Việt Nam đã từng hạ Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở ASEAN 18. Đó là một trận thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ Việt Nam với quan điểm là phải vượt qua rào cản tâm lý chưa từng đánh bại Nhật Bản. Dù cho chúng tôi đã toàn thắng trong hai trận và giành vé đi tiếp, nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng các đội tuyển Việt Nam trước đây chưa thắng được Nhật Bản, vì thế toàn đội phải vượt qua được rào cản này, giúp cho các đàn em sau này thoải mái hơn khi gặp các đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói như thế ở tại ASEAN 18. Tư tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo là hoàn toàn đúng đắn. Tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019 và chỉ để thua xít sao với tỷ số 0-1. Ritsu Ruan chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11 m để giúp cho Nhật Bản có quyền đi tiếp. Việt Nam cũng đã có một trận đấu chơi đầy tự tin và có nhiều lần tạo ra sóng gió cho đối thủ, trong đó có màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Công Phượng. Đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo còn có 2 trận gặp đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Việt Nam đã để thua 0-1 ở trận lượt đi và hòa Nhật Bản một đều ở ngay trên sân khách. Dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự là rất rõ ràng, từ lối chơi hợp lý cho đến tinh thần thi đấu mạnh mẽ, nền tảng thể lực sung mãn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản. Thất bại 0-5 của đội tuyển Thái Lan trước Nhật Bản lại càng khẳng định rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là tài giỏi, bởi vì không có chiến thuật hợp lý của ông Park thì tuyển Việt Nam không thể cầm hòa được Nhật Bản hay là có hai thất bại xít sao, đặc biệt là chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam ở ASEAN 18 thế nhưng cũng đã có giai đoạn huấn luyện viên park hang seo từng bị chê là bảo thủ không trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ phát triển ở đội tuyển việt nam luồng ý kiến đó xuất phát từ một ông bầu nổi tiếng trong làng bóng đá việt và tạo ra xu hướng để đưa ông park lên đầu sóng ngọn gió những người am hiểu bóng đá có cách nhìn khách quan thì không đồng tình với điều đó điển hình là cựu huấn luyện viên tuyển thái lan đã từng khẳng định là huấn luyện viên park hang seo không bảo thủ với nhận xét rằng đội tuyển quốc gia thi đấu ở tại sân chơi lớn nhất châu lục mà thời điểm đó là vòng loại World Cup 2022 thì cần phải có những cầu thủ giỏi nhất không liên quan gì đến chuyện tuổi tác hay là tính toán về tương lai cả. Cũng từ quan điểm trên, huấn luyện viên Philippe Troussier đã gạch tên một loạt những cầu thủ đang ở trong độ chín của sự nghiệp, thay đổi bộ khung của đội tuyển Việt Nam với nhiều cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Philippe Troussier còn gọi những cầu thủ đang đá ở giải hạng nhất hoặc là dự bị ở tại các câu lạc bộ một số nhận định cho rằng ông Truje đang hướng đến tương lai và dũng cảm thay đổi để thành công. Nhưng trên thực tế thì chuyện dùng cầu thủ 19 tuổi hay là 38 tuổi đi chăng nữa là do huấn luyện viên trưởng quyết định. Huấn luyện viên Martinez vẫn tin dùng Ronaldo ở tuổi 38 và thi đấu ở tại Ả Rập Xê Út. Không có một ý kiến nào nhận xét rằng ông Martinez bảo thủ hay là không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Bởi vì đơn giản Ronaldo vẫn ghi bản như một cỗ máy hữu ích đối với đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng trao cơ hội cho anh Đức ở đội tuyển Việt Nam. Cựu tiền đạo của Bình Dương chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp cho đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ngược lại thì huấn luyện viên Philippe Troussier dùng Văn Tùng ở độ tuổi 22 thì chưa chứng tỏ được gì ở đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển quốc gia cần thành tích và cần có chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng gọi quân cần chọn những cầu thủ tốt nhất phù hợp với lối chơi để tạo ra thành công. Do đó, huấn luyện viên Philip Druze gọi ai, trao cơ hội cho ai đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Vấn đề không liên quan đến chuyện tương lai hay là dũng cảm trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Tất cả chỉ có thể nói là dựa theo lựa chọn của huấn luyện viên Philip Druze là tốt nhất về mặt chuyên môn, phù hợp nhất với triết lý xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Ví dụ như Asian Cup và vòng loại World Cup là những giải đấu 4 năm diễn ra một lần. Ông Philippe Troussier được Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng hơn 3 năm để tạo ra thành tích, còn không có ai chờ đợi nhà cầm quân người Pháp xây một lứa cầu thủ từ năm 2023 để hướng đến World Cup 2030 và Asian Cup 2027 cả. Và bóng đá thì cần kết quả chứ không phải là lời hứa hẹn trong tương lai, bởi vì không thể khẳng định được 4 năm sau khi World Cup 2026 kết thúc thì Việt Nam sẽ dự World Cup 2030. Bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ giỏi ở độ tuổi rất đẹp như là Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Hải, Tiến Linh hay là Thành Trung vân vân. Đều sinh ra trong khoảng từ năm 1995 cho đến 1999. Không khó để nhận thấy rằng lứa cầu thủ kể trên chưa có một ai bước sang tuổi 30, họ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đã từng thành công ở khu vực và có năng lực để vươn xa hơn tại châu lục. Nếu như đánh giá trên thực tế thì giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam rõ ràng là đặt trên vai thế hệ kể trên. Vấn đề là sau cuộc chia tay với huấn luyện viên Park Hang-seo cần có một vị huấn luyện viên phù hợp để thúc đẩy họ tiến xa hơn sau một giai đoạn thành công. Nhưng tuyển Việt Nam bây giờ thay đổi từ lối chơi cho đến việc trẻ hóa cầu thủ dựa theo quan điểm của huấn luyện viên Philippe Troussier là triết lý mới để đạt đẳng cấp châu lục và tiệm cận với trình độ thế giới, tức là để đi đến World Cup 2026. Vậy hãy đặt ra trường hợp thế này, tất nhiên chẳng người hâm mộ Việt Nam nào mong muốn cả rằng là nếu như huấn luyện viên Philippe Troussier thất bại về lời hứa hẹn World Cup 2026 thì bóng đá Việt Nam liệu có tự làm hại chính mình. Cái mất rõ ràng là quá lớn cho bóng đá Việt Nam nếu như lời hứa hẹn của huấn luyện viên Philippe Troussier không trở thành sự thật, tức là đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời nhất với lứa cầu thủ giỏi nhất từ xưa đến nay để có mặt ở World Cup quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo